Sau giai đoạn thi đấu tập trung tại Hà Nội, đội bóng Đà Nẵng Dragons chưa giành được chiến thắng. Trước trận đấu sân nhà đầu tiên tại VBA 2023, Đà Nẵng Dragons đã nâng cấp hàng công bằng việc thay thế ngoại binh Evgen Sakhniuk bằng tay ném Jairus Holder, một xạ thủ đẳng cấp đã từng lên ngôi Á quân ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á và giải VBA 3x3 Prom 2023. Trong khi đó, đội Thăng Long Warrior là đội khách đối đầu với Đà Nẵng Dragons cũng đang gặp khó khăn khi để thua 3 trận gần nhất. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Huỳnh Andre Minh Chiết đã chơi tốt với 16 điểm ghi được trong trận đấu này, góp phần tạo sự khác biệt cho đội Đà Nẵng Dragons và Thăng Long Warrior. Trận đấu bắt đầu với sự tấn công từ cả Đà Nẵng Dragons và Thăng Long Warrior. Sau nửa hiệp đầu tiên, Thăng Long Warrior đã sử dụng tiết tấu nhanh để cướp bóng và ghi điểm thành công, dẫn trước 16-7. Tuy nhiên, huấn luyện viên Todd Purp đã thay đổi tình hình bằng cách tung William Trần vào sân, giúp tăng cường sức tấn công cho Đà Nẵng Dragons. Với 8 điểm ghi được, William Trần đã giúp đội chủ nhà gỡ lại tỷ số 25-26. Trong khi đó, tân binh Jairus Holder đang cần thời gian để thích nghi với đồng đội tại Đà Nẵng Dragons. Trong hiệp đấu thứ hai, John Field của Thăng Long Warrior đã sử dụng thể hình vượt trội để tạo sự khác biệt ở khu vực cận rổ của Đà Nẵng Dragons. Với chiều cao 2,06m, Field không có đối thủ trong khu vực này và thậm chí tân binh Jairus Holder của Đà Nẵng Dragons cũng không thể ngăn chặn được anh. Bên cạnh đó, Samen Sin cũng ghi điểm thành công từ vạch 3 điểm. Kết thúc nửa đầu trận đấu, Thăng Long Warrior đã thiết lập cách biệt 10 điểm với tỷ số 38-49. Trong hiệp 3, Justin Young của Thăng Long Warrior cũng tận dụng khoảng trống để ghi điểm. Sau giờ nghỉ, Thăng Long Warrior tiếp tục sử dụng chiến thuật treo bóng bổng vào tay John Field ở khu vực cận rổ để ghi điểm. Đáp lại, Đà Nẵng Dragons đã tổ chức phòng ngự 2-1 để ngăn chặn sự tấn công của Field. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra khoảng trống cho các tay ném khác của Thăng Long Warrior. Justin Young đã tận dụng cơ hội này và ghi được 8 điểm cho đội của mình. Đồng thời, hậu vệ trẻ Phạm Nhật Thái Quang cũng ghi 3 điểm thành công. Với những đóng góp này, Thăng Long Warrior đã nới rộng cách biệt lên 22 điểm với tỷ số 48-70. Trong hiệp đấu cuối cùng, cả hai ngoại binh của Đà Nẵng Dragons, Jermaine Marrow và Jairus Holder không được sử dụng. Việc thiếu hụt giải pháp phòng ngự và mất sự hiện diện của hai hỏa lực chính đã gây khó khăn cho đội bóng và không thể san bằng cách biệt. Tuy nhiên, tay ném trẻ Huỳnh Andre Minh Chiết đã đứng lên và giúp Đà Nẵng Dragons giữ khoảng cách dưới 30 điểm. Trước sự không có ý định rút ngắn tỷ số từ đối thủ, Thăng Long Warrior đã thay các chủ lực bằng các cầu thủ dự bị để ấn định chiến thắng với tỷ số 73-94. Sự trở lại của Samen Suin cũng đóng góp vào chiến thắng của Thăng Long Warrior.